lớp 3, tuần 3, bài kể về gia đình, điền vào giấy tờ in sẵn theo nhé. Và trước khi bước vào tiết học này, cô sẽ kiểm tra bài cũ của các em nào. À, ở tiết tập hợp văn trước các em đã được học cách viết đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh rồi, thì hôm nay cô sẽ mời các em đọc lại cái lá đơn của các em đã viết, được chưa nào? Rồi sau đây cô sẽ đọc lại cái lá đơn xin vào đội, các em cùng nghe nhé. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Tân An, ngày 26 tháng 3 năm 2021, đơn xin vào đội, kính gửi ban phụ trách đội trường tiểu học A Tân An, ban chỉ huy liên đội. Em tên là Trần Khánh Duy, sinh ngày 8 tháng 2 năm 2013, học sinh lớp 3D trường tiểu học A Tân An. Từ lâu em đã mơ ước đứng vào hàng ngũ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, được mang trên vai là chiếc khăn quàng đỏ thắm. Thời gian qua em đã hiểu rõ điều lệ đội, hiểu được đội là tổ chức rất tốt để giúp em tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Vì vậy nay em viết đơn này đề nghị ban chỉ huy liên đội xét cho em được vào đội, được thực hiện nguyện vọng của mình. Được vào đội, em xin hứa sẽ thực hiện tốt điều lệ đội, cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một đội viên tốt. Em xin trân trọng cảm ơn. Người viết đơn Duy, Trần Khánh Duy. Rồi đây là cái lá đơn mẫu mà cô đã đọc cho các em nghe. Và cô tin rằng các em cũng viết được một lá đơn hay như thế này, được chứ nào? Rồi cô mời các em cùng nhìn lên màn hình nhé. Các em cho cô biết thế nào? Bức tranh này vẽ gì? Đây, vẽ mẹ, vẽ ba và vẽ con. Vậy bức tranh này vẽ cảnh của một gia đình, thì hôm nay chúng ta sẽ học bài kể về gia đình, điền vào giấy tờ in sẵn các em nhé. Và để bước vào bài học này thì đầu tiên chúng ta cần xác định được mục tiêu của bài này. Đó là gì? Thứ nhất, kể được một cách đơn giản về gia đình với người bạn mới quen theo gợi ý ở bài tập 1. Thứ hai, biết viết đơn xin phép nghỉ học đúng mẫu ở bài tập 2. Rồi cô mời các em cùng với cô sang bài tập 1. Mời các em mở sách trang 28. Và cô mời các em đọc yêu cầu của bài tập 1 nào. Hãy kể về gia đình em với một người bạn mới quen. Vậy các em cho cô biết coi bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? Kể, đúng không nào? Kể về cái gì? Kể về gia đình em. Và kể với ai? Kể với một người bạn mới quen, đúng không các em? Vậy để kể được về gia đình em với một người bạn mới quen như thế thì cô sẽ có những câu hỏi gợi ý sau đây. Câu hỏi số 1: gia đình em gồm những ai? Câu hỏi thứ 2: kể cụ thể từng người trong gia đình, đó là kể như thế nào? Thứ nhất là mọi người thường làm những công việc gì? Mọi người trong gia đình em có gì đặc biệt về tính tình, về sở thích và tình cảm của mọi người đối với nhau như thế nào? Và câu thứ ba đó là tình cảm của em đối với gia đình. Rồi các em nắm rõ chưa nào? Rồi sau đây cô trò chúng ta sẽ cùng nhau trả lời lần lượt từng câu hỏi gợi ý các em nhé. Câu số 1: gia đình em gồm những ai? Gia đình em gồm những ai nè? Ví dụ như gia đình tôi gồm 4 người. Ở chỗ này các em lưu ý cho cô, khi chúng ta xưng hô là xưng tôi, mình hoặc là tớ các em nhé, được chưa nào? Hoặc là gia đình tôi gồm có 3 người.
Rồi chúng ta cùng sang câu hỏi gợi ý số 2 các em nhé. Kể cụ thể về từng người trong gia đình. Chúng ta sẽ kể cụ thể ra. Đầu tiên, mọi người thường làm những công việc gì? Mọi người trong gia đình em có gì đặc biệt về tính tình, về sở thích và tình cảm của mọi người đối với nhau như thế nào? Vậy để trả lời được những câu hỏi này, cô mời các em xem ví dụ của cô nhé. Cô ví dụ, bố tôi là thầy giáo, bố tôi rất hiền, mẹ tôi là bác sĩ, hoặc là mẹ tôi là giáo viên, mẹ tôi là nông dân chẳng hạn. Mẹ mình làm gì thì mình viết ra. Anh tôi đang học lớp mấy, hoặc là chị tôi đang học lớp mấy, trường nào, các em sẽ viết ra. Còn ai? Còn tôi là học sinh lớp 3. Tôi thích làm gì? Ví dụ như cô là cô thích đọc, tôi thích đọc sách và xem hoạt hình nha các em. Thì cái đó là bản thân chúng ta sẽ tự viết vào. Tiếp theo, cả nhà tôi đều thương yêu nhau, đúng không các em? Và tình cảm của gia đình luôn như thế nào? Luôn hòa thuận, được chưa nào? Rồi các em nắm rõ những cái câu trả lời gợi ý của cô chưa nào? Chúng ta cùng nhau bước sang trả lời câu hỏi số 3 các em nhé. Tình cảm của em đối với gia đình. Chúng ta nêu tình cảm của mình đối với gia đình như thế nào thì chúng ta sẽ viết ra. Các em thấy gia đình của mình như thế nào nè? Có vui vẻ hay không? Có hạnh phúc hay không? Và tiếp theo, em mong gì ở gia đình của mình? Ví dụ như là em mong gia đình của em luôn luôn được hạnh phúc như thế. Và khi mà em đi xa thì em nhớ về gia đình của mình như thế nào? Nhớ nhất điều gì? Thì các em sẽ viết ra. Được chưa các em? Rồi, sau khi chúng ta trả lời được những câu hỏi gợi ý đó rồi, để viết tốt cái bài văn này, cô sẽ cho các em xem một bài văn minh họa kể về gia đình em với một bạn mới quen các em nhé. Cô mời các em cùng nhìn lên ảnh nào. Chào bạn, mình xin kể về gia đình thân yêu của mình. Gia đình của mình gồm 4 người, đó là bố, mẹ, anh trai và mình. Bố mình là công nhân, làm việc ở thành phố. Mẹ mình là giáo viên, dạy tiểu học. Mẹ mình rất hiền. Anh trai của mình học lớp 6. Anh thường dạy mình học bài và làm bài vào mỗi buổi tối. Còn mình, năm nay 8 tuổi, mình học lớp 3D, trường tiểu học A Tân An. Mọi người trong gia đình mình rất yêu thương nhau. Các em nghe kịp không nào? Đây là cái đoạn văn minh họa kể về gia đình. Rồi sau khi xem được cái đoạn văn minh họa này thì cô mời các em viết vào vở của mình kể về gia đình của mình, được chưa nào? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhận xét như thế nào về cái bài của mình thì cô sẽ gợi ý các em nhận xét theo những cái yêu cầu sau đây. Đầu tiên, các em xem coi đoạn văn viết nó đã đủ ý chưa? Đã kể về gia đình của mình chưa? Kể đúng về gia đình của mình hay không? Các em nhé. Và tiếp theo đó là lời xưng hô đã phù hợp chưa? Như lúc nãy cô đã nói, lời xưng hô chúng ta sẽ xưng tôi, xưng tớ hoặc là mình. Và câu kết đoạn nói lên được tình cảm của mình với gia đình hay chưa? Cuối cùng là các em chú ý lỗi chính tả, lỗi dùng từ đặt câu các em nhé. Và dựa vào những cái gợi ý này các em hãy nhận xét cái bài viết của các em, được chưa nào? Rồi, cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong bài tập 1, bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài tập 2. Cô mời các bạn đọc cho cô.
yêu cầu như nào? Dựa theo mẫu dưới đây, hãy viết một lá đơn xin nghỉ học. Đây mẫu đó em. Bài tập yêu cầu làm gì? Dựa theo mẫu, đây là mẫu. Và làm gì nữa? Viết một lá đơn xin nghỉ học. Đây là mẫu đơn xin phép nghỉ học các em nhé. Rồi sau đây cô sẽ trình bày cái mẫu cho các em cùng nghe nhé. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, đây là cái tiêu ngữ, được chưa nào? Rồi xuống hàng, chấm chấm chấm, ngày, chấm chấm chấm, tháng, chấm chấm chấm, năm, chấm chấm chấm. Xuống hàng, các em, người ta viết ở giữa trang giấy, các em nhé. Đơn xin phép nghỉ học, ở đây chúng ta viết chữ in hoa lên nào, được chưa nào? Kính gửi cô giáo hoặc thầy giáo chủ nhiệm lớp, lớp mấy, các em hiện đang học lớp mấy thì các em viết ra. Trường tiểu học, mình học trường nào, mình viết ra. Em tên là, em tên là gì, các em viết tên của các em vào đây. Học sinh lớp, lớp nào, các em điền vào. Em làm đơn này xin phép cô hoặc thầy cho em nghỉ buổi học. Nghỉ buổi nào, các em viết rõ ra ở phía đây. Và tiếp theo đó là lý do nghỉ học, vì sao em lại nghỉ học. Có thể là em bị bệnh chẳng hạn, thì các em viết ra đây cho cô. Và cuối cùng em xin hứa, em hứa với cô điều gì sau khi trở lại lớp học, thì các em sẽ viết vào đây. Ở dưới này là ý kiến của gia đình học sinh và ý kiến của cha mẹ các em đó. Và góc bên phải đó là học sinh, là chúng ta sẽ ký tên và viết tên của chúng ta ra. Được cho các em nắm rõ cái mẫu đơn chưa nào? Rồi, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em điền vào cụ thể lá đơn các em nhé. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Tân An, ngày 22 tháng 5, cô xin lỗi, tháng 9 năm 2021. Đơn xin phép nghỉ học, kính gửi cô giáo hoặc thầy giáo chủ nhiệm lớp. Bà về trường tiểu học A Tân An. Em tên là Nguyễn Đăng Khôi, học sinh lớp 3D. Em làm đơn này xin phép cô hoặc thầy cho em nghỉ một buổi học, đó là sáng hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2021. Lý do nghỉ học, em bị bệnh. Em xin hứa sẽ ghép bài đầy đủ sau khi vào học. Ý kiến của gia đình học sinh hay ý kiến của cha mẹ của các em. Và bên đây học sinh ký tên Khôi, viết rõ họ tên của các em ra, Nguyễn Đăng Khôi. Rồi các em nắm rõ cái mẫu đơn này chưa nào? Rồi nếu như nắm rõ rồi thì cô mời các em dựa vào cái lá đơn mẫu mà cô đã điền này, các em hãy viết một lá đơn xin phép nghỉ học cho bản thân mình, được chưa nào? Rồi cô mời các em bắt đầu viết nhé. Được chưa nào? Rồi sau đây cô sẽ giới thiệu với các em thêm một cái mẫu đơn xin phép nghỉ học nữa. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Mỹ Đồng, ngày 23 tháng 9 năm 2019. Đơn xin phép nghỉ học, kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 3A, trường tiểu học Mỹ Đồng. Em tên là Đỗ Thu Hoài, học sinh lớp 3A. Em làm đơn này xin phép cô cho em nghỉ một buổi học. Lý do nghỉ học, sáng nay em bị ho và sốt, không thể đi học được. Em xin hứa khi khỏi bệnh sẽ chép bài và học bài đầy đủ. Ý kiến của gia đình học sinh, học sinh Hoài, Đỗ Thu Hoài. Được chưa nào? Rồi sau khi mà các em viết xong lá đơn của mình đó, các em hãy đọc cho các bạn mình cùng nghe, được chưa nào? Tiết học đến đây là kết thúc rồi các em. Thì qua tiết học này, cô mong là các em sẽ
sẽ tự mình viết được một lá đơn xin phép nghỉ học và viết kể về gia đình của mình với một người bạn mới quen. Cô chào các em nhé.